phố rập giá, giờ chỉ còn vài chuyến xe qua. Sự xuất hiện của Covid-19 đã làm cho cuộc sống quê tôi xáo trộn. Xin chào các cô chú, anh chị và các bạn. Đã quay lại với kênh Chuyên gia du ký của Hồng Phụng. Hôm nay thì cũng đã gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Thì thật sự thì rất là buồn đúng vậy. Cho nên mình xin mời quý vị cùng xả chết với mình nha, bằng cách là mình có gì cũng khoe đó để bớt buồn quý vị ơi. Xin mời. Đầu tiên thì mình khoe lan nha. Lan này thì cũng lần đầu tiên mình trồng thì nó có hoa đó quý vị. Đầu tiên thì mình xin khoe lan nha quý vị. Đây, lan này thì ai cũng biết rất là dễ trồng. Cái này thì mình cũng được người cho của lan này. Thì mình trồng thì đây mình rất là mừng tại vì mình dở lắm, trồng lan mình dở lắm, trồng lan là chưa bao giờ nó hoa mà đợt này thì nó ra hoa, trong cái mùa dịch này nó ra hoa rồi. Cho mình nóng lên xả chết, tại vì đường xá thì bắt đầu từ 6 giờ chiều, 6 giờ tối cho đến 6 giờ sáng ngày mai thì là giới nghiêm, không có ai đi ra ngoài đường hết. Không khí nó rất là yên lặng và buồn lắm quý vị. Đây thì mình cũng thường đang ngắm hoa lan. Cái này là còn buồn lắm gì. Đây, cái này là đúng quý vị, là cái này là cái gì? Cái này không phải bông lan nha quý vị. Cái này mình cũng mới trồng. Rồi, cây này là cây lá dứa đó quý vị, trồng để rất là thơm, để mình lấy lá này mình nấu nha đam, mình trồng nha đam và bình thường ăn cây nha đam đó, nha đam nấu đường phèn chè ngon thơm đúng không vậy. Cái cây lá dứa này mình trồng rất là thơm. Tiếp theo thì cái này là cái quệ. Trước đây mình trồng trong cái chậu, mình cũng mới chiết ra cái chậu này nè. Trước đây mình trồng trong cái chậu này nè, nó nở đầy hết trơn vậy đó, nó không có ra hoa. Khi mà mình mở ra thì mình thấy trên này nó toàn là củ với lại rễ ngon quý vị, nó không có ra hoa. Mấy bữa nay thì từ bữa dịch thì mình chiết ra cho nó có thì nó ra hoa, nó ra được 2 cái bông hoa nè, thấy cũng rất là vui. Cũng lần đầu tiên cờ hoa này trồng nó nở đó, thơm lắm gì. Hoa này mình cũng thật sự thì mình trồng thì to là trồng kiểu thôi. Cây nào mà thích có hoa thì mình với là dễ sống là mình trồng, nhưng mà bây giờ thì mình trồng được một cái cây. Cái này là kia là lan kiếm, hoa này
nhỏ nó cũng từ cái dịch tới bây giờ còn rất là tươi. Chị xem nha, mình sẽ cái giường cái lưng chuyển của mình này. Còn đây cây dừa cũng mới cắt lá. Cây dừa chuyển của mình thì mấy bữa rảnh mình cũng mới cắt lá. Mà trước thì nó có cái lá xè ra đẹp lắm. Đó. Ấy da. Rồi cho nên là cũng cắt cái lá để cho nó ra cái lá mới. Cây dừa này mình cũng được người em tặng. Đây là cái bông cam. Cành này gì để video tiếp theo mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái cách mà trồng cây giống như mình nha, trong cành nha, trong cái ly nước như vậy nè, rất là dễ sống, rất là đơn giản và mình đã trồng thành công. Cái này là nhỏ hoa rất là thấy được rồi, để mình chia sẻ lại. Tiếp theo đây là đây. Mình rất là thích cái màu hoa này nha. Ừ, cũng có cái mùi thơm rất là đặc trưng nha. Đây thật sự thì đây cũng là cái chậu hoa hồng mà một chừng một đó. Sao mình trồng nó cứ ra hoa ngoài như vậy, rất là dễ ra hoa. Tiếp theo thì rồi mình cũng đây, đây cũng là cái chậu hồng nữa nè quý vị. Chậu hồng này thì mình cũng mua chân này hết á, rồi xong về mình cũng chăm sóc, mình cũng tưới nước thôi, không có mình cũng bỏ mình tưới nước thôi, thì bây giờ nó cũng nở hoa xuyên suốt luôn. Hôm nay nở rồi đó, cái bên trước là nở một lần là ba hoa. Đây nụ đằng hai, nụ đằng ba, nụ nè, nó rất là dễ ra hoa. Cái hoa hồng này thì xuyên hoa mình dễ chăm, mình chẳng có chăm gì đâu, cứ để tưới nước thôi. Dịch này thì thật sự mấy bữa nay mù cây lắm gì, nên mình cũng hoa tưới. Còn đây là những cái cây mà mình trồng cũng rất là lâu rồi. Mình thì trước đây thì mình toàn là trồng cái cây mà xương rồng, cái cây mà không có không dễ sống đó. Sau này thì khi mà có những cái hoa thì mình cảm thấy nha, mình cũng rất là thích nhiều hoa, nghiên cứu về trồng cây những gì. Đây là cái cây này có được không biết sữa búa hay là tay thỏ này, tại vì mình cũng có một cây cột mình trồng nó là bé sâu rồi cho nên nó được vậy đó, nó sống hoài trong lúc mình chẳng chăm gì trơn mà nó sống hoài vậy đó. Đây là một cây thỏ. Còn đây là một cái cây này rất là dễ trồng như vậy. Cây này thì cần bẻ cái nhánh mình ngâm dưới đất là tự nó mọc nha. Đây là cây thuốc nha, đây là cây dĩa thuốc, không có tên gì mua cái cây con khỉ, cây con khỉ. Mình đối với nam thì chỉ cần nhắc chín cái đọt này mình ăn cũng sáng ha. Nữ thì có quên nam thì 7, nữ thì 9, chín là chín cái đọt chín lá ăn cái này cũng sáng, nó rất tốt cho đường tiêu hóa. Cái cây con khỉ này nó còn có một cái tên nữa đó gì mà mình không có nhớ, nhớ cái tên gì đó. Tiếp theo hai cái bụi nha đam này, hai bụi nha đam này thì cũng có một người em cho mình đó, mình rất là thích luôn đó gì, rất là dễ trồng luôn nha. Hai cái bụi này thì mình đã lá mình ăn rất là nhiều lần. Cái lá này nó to vậy nhưng mà nó chưa già đâu, để nó già rồi mình sẽ tiếp tục, mình sẽ một ngày thì mình sẽ lấy hai lá
gì đó. Rồi mình sẽ nấu đường phèn chè xong cho ra mát. Hôm nào mình cũng sẽ chia sẻ với quý vị cái cách mà mình nấu nha đam đường phèn, nha đam nó xanh như cái gì. Cây này thì cũng cũng dễ trồng thôi, chỉ cần để như vậy thôi, thỉnh thoảng mình ngâm tưới nước gì đó là nó sống vậy đó, là vậy sống. Rồi còn đây thì cũng những cái cây kiểng lá trồng thì thường là mình trồng mấy cái cây rồi. Lâu cũng phải đâu thì mấy năm rồi đó, cũng tới một xíu tới giờ. Còn đây nói chung là mình trồng toàn cái cây này là đại tứ vuông hay gì đó, cái cây này là nó cũng chỉ có lá như vậy thôi. Rồi sau đây mình sẽ mời quý vị qua coi cái vườn cây của mình xương rồng. Mình trồng trước đây là mình trồng cũng những cái loại xương rồng nó không có phải chăm sóc nhiều, nó cũng không có ra hoa, nó dễ sống. Thì trước đây mình chỉ có loại trồng các cái loại đó thôi. Xin mời quý vị nha. Bây giờ thì mình trồng thêm vài cây khác nha. Hết lắm. Cái này mình cũng biết tên gì nữa. Trồng thôi chứ mình không biết cái cây gì hết. Cây nào nó dễ sống là mình trồng. Mình bỏ đại vậy nó sống hoài. Cây này mình chắc nó cũng cây này. Cây này thì chắc mới bỏ cái này. Cây này thì chắc chỉ có ghẻ như gấp trong này á, cái này nó cũng mấy năm rồi đúng không gì. Từ cái cây này nè, nó mọc lớn quá thì chiếc con cây này này, cái kiểu nó là đủ kiểu cây này. Trước đây thì mình chỉ có trồng những cây nè, có bông nữa, có gì lá không, có gì chân rễ gì đó, đó là mình làm thôi. Rồi tiếp theo mình xin mời quý vị gà phía sau coi tiếp cái vườn bông hoa của mình nha. Đến đây Phụng xin kết thúc video ở đây. Hồi nãy thì Phụng có nói là Phụng sẽ ra ở sau nhà để quay thêm, để tiếp tục thêm với mọi người căn nhà lá vườn, nhưng mà do trời mưa nó ướt cho nên là quý vị về nhà tới thì sẽ quay. Nhưng mà cô chú anh chị và các bạn nếu thấy video của cô hữu ích thì xin bấm like, bấm subscribe kênh để ủng hộ chuyên đăng ký của Hồng Phụng nha. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.